phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Trước hết là sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, là một cách quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng. Tham nhũng thường diễn ra trong nội bộ do người có chức có quyền thực hiện, cho nên phòng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong mỗi cơ quan, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị, mỗi địa phương mình, liên quan đến lợi ích, chức vụ, danh vọng, uy tín của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, phải có thái độ kiên quyết không khoan nhượng và hành động thật quyết liệt, cụ thể, hiệu quả,